đền thờ sao mà đông quá. Mình lại mình thánh tổ. Con lạy tổ Hùng Vương, con lạy hồn tiên sông núi, phù hộ độ trì cho đất nước mau thoát khỏi được tai ương, quốc nạn. Con lạy tổ, con lạy tổ. Gơm, chỉ có khấn tổ thôi mà không có dám nói nhiều. Công an mà nó nghe được những gì mình cầu với tổ thì chết. Sẵn có thằng con trai từ Pháp mới về thăm nhà, mình dẫn nó lên miếu cho nó lạy tổ. Nó đâu rồi? Toan. À này 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 con, lại thành kính thắp hương đi con. Cúi sát đầu xuống. Mẹ ơi. Gì? Con chụp nhiều hình quá đẹp, để làm hồ sơ ra trường phố con. À, con chụp nhiều hình quá đẹp, có phải làm luận án để thi ra trường không? Đề tài là gì vậy con? Dạ, test của con là L'Esprit Invincible de Hoa Hùng. Ồ, hay quá. Cái luận án của con nói lên tinh thần đấu tranh bất khuất của tổ tiên. Con đó, con là sinh viên năm chót của ngành nghiên cứu về lịch sử nhân loại. Vậy thì con phải cố nè, chụp hình, kiếm tài liệu cho đầy đủ để cái luận án của con thật hay, nghe chưa? Màu quá, chưa gì mà cháu sắp sửa tốt nghiệp đại học ở bên Pháp rồi đấy. Mẹ. Gì con? Ở đây là chùa nào mà đông quá vậy? Ồ, đây người ta không gọi là chùa. Nó qua Pháp lâu quá rồi nhưng quên hết. Ở đây là lăng miếu đền Hùng con, ở trên núi Hùng Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ. Mà này, con có biết ý nghĩa quan trọng của ngày giỗ tổ Hùng Vương là gì không? Dạ, sơ sơ thôi. Mỗi năm ở bên Pháp, con và Hồ Tân Tư Nhiên đều dự giỗ tổ Hùng Vương. Này, nghe đây, ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch là ngày giỗ tổ, ngày mà toàn dân ghi nhớ công đức của vua Hùng là vị thủy tổ đã sáng lập nên nước nhà. Kể từ thời thượng cổ cho tới nay là đã hơn 4.000 năm văn hiến rồi đó con. Vậy con là người Việt Nam, con là con cháu vua Hùng. Đúng, dù mình sống ở nơi đâu, con vẫn là người Việt Nam, con vẫn là con cháu của vua Hùng. Nghe đâu, cái ngày đại lễ quốc tổ mà bây giờ chúng nó cũng muốn biến thành một ngày lễ bình thường. Mai mốt đây tàu cộng nó xúi vào, dám lại bỏ luôn. Đúng là cái bọn vô thần, quên nguồn quên gốc. Đúng là cái bọn tà quyền, bán nước hại dân. Sợ công an đấy nhưng mà không nói không được, tức quá. Mẹ xấu xí cái gì đấy? À, về nhà mẹ kể cho con nghe, ở đây không có được. Mẹ, ở bên Pháp, trong trường con có học Vua Quan Trung Đại Pháo, nhà Thanh, hai bà Trưng khói voi đáng giặc tàu. Việt Nam mình còn nhiều nhân tài nữa chứ con. Chẳng hạn như là đại thắng trên sông Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo đã đánh bại quân Nam Hán. Mẹ nhớ nè, năm 938 đã đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1.000 năm bạch thuộc tại nước ta. Thôi, bây giờ hai mẹ con mình đi thăm viếng quan cảnh đền Hùng tiếp đi con. Con nhớ chụp hình nhiều nhiều vào. Đó, con thấy quan cảnh đẹp cái chưa? Từng từng dạo bước lên non, nhìn xem miếu mạo tôn nghiêm khác thường, rằng đây là miếu Hùng Vương, ấy là thủy tổ tôn nghiêm nước nhà. Nối truyền một mối hồng bàng, sự săn ghi chép rõ ràng còn đây. Kìa núi Tản, nọ sông Thao, nguồn xưa gốc cũ lẽ nào dám quên.